quen đi vậy, thấy mấy hai mấy cài chơi gom mà chạy cái đường bờ kinh đó, chạy đường bờ kinh hơi khó đi, quay lại đoạn cho mấy anh em coi. Nè, coi chiếc sao lên nha các bạn, chiếc sao lên cái dốc nè, nghiêng nè. Đó, nhẹ nhàng luôn, nghiêng nhưng mà lên vẫn nhẹ nhàng nha các bạn, không có khó, cho chạy mỗi ngày cũng quen à. Cái đường khó đi nên mấy anh bò từ từ, anh bò mới chạy từ từ từ. Thấy cái đường nghiêng đây. Dí kèm lại coi mấy anh qua cầu, nhưng mà cái cầu rất là nhỏ, cầu khó chạy. Đoạn này rất là khó đi nha các bạn. Đoạn này là nó bị đó, nó bị lên xuống bị lúng, cái chỗ lúng chỗ không, cái tháng mưa tao chạy nó lúng nhiều quá, tháng này liền liền là bớt, cái chỗ lúng chỗ không này. Các bạn thấy chạy đâu có dám chạy nhanh đâu, chạy bò qua từ từ từ. Đây chiếc nè, từ từ chạy à. Chạy mệt quá các bạn, coi anh lên cầu, giờ anh chuẩn bị lên cái cầu, cái cầu nó xíu rồi. Rồi, gọn gàng luôn. Đây anh bự nữa, đây anh lão đại lên nữa. Rồi, cả hai anh lên ngọt ngào gọn gàng luôn các bạn. Đây cái cầu chiều ngang chiếu 2 mét nha các bạn. Rồi xuống cầu rồi, an toàn rồi, mấy anh về. Rồi xuống chạy rồi. Rồi mấy anh chạy rồi, mình cũng xin tạm dừng video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào, gặp lại các bạn lúc sau. Bye bye.